Hello các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khang Gia Đình TV. Ngày hôm nay Ngọc Khang Gia Đình TV chia sẻ cho các anh chị và các bạn cách chăm sóc một cái loại cây rất là đặc biệt anh chị. Đây là cái cây thường xuân. Khi nói đến cây thường xuân, các anh chị các bạn có thể là một số anh chị đã biết đến cái loại thuốc trị ho cao thường xuân dành cho trẻ em không ạ? Đó chính là cái cây này các anh chị nhé. Đây chính là lá thường xuân này các anh chị. Thì theo công bố của NASA thì cái cây thường xuân này nó có vai trò lọc không khí cực kỳ tốt, nó đứng đầu bảng trong danh sách lọc là cây lọc không khí đó các anh chị, đứng trước cây lưỡi hổ luôn đó. Đó. Do vậy là mình khuyến khích các anh chị các bạn nên trồng cái cây thường xuân này ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Và làm thế nào để các anh chị các bạn có thể chăm sóc được cây thường xuân ở trong nhà thì cho đến hiện tại khi mình chưa ra video này, mình tin chắc rằng là chỉ có đếm trên đầu ngón tay các chị các bạn có thể chăm sóc được cây thường xuân đó thôi ạ. Tại vì nó rất là động đảnh, nó rất là động đảnh nha. Nó như vậy thôi, nhưng mà để nó sống trong nhà, nó không phải là một chuyện đơn giản. Thì nếu chị nào bạn muốn đưa cái cây thường xuân vào trong ngôi nhà của chị các bạn, thì hãy xem hết video sau đây nha. Trước mặt các anh chị đây là cái chậu cây thường xuân. Mình đã trồng được 6 tháng rồi các anh chị nha. 6 tháng. Và cây này hiện tại là để ở trong nhà. Và để làm sao các anh chị các bạn có thể chăm sóc một cây nó đẹp như thế này nè. Đây nè. Mình đưa lên cho các anh chị xem. Rất là tuyệt vời luôn nha. Và để cho nó đẹp, nó tươi tắn như thế này, nó đẹp như thế này á, là việc đầu tiên các anh chị các bạn chú ý cho mình vấn đề là giá thể trồng, chất trồng các anh chị nha. Tại vì là khi cái cây thường xuân á là nó sinh trưởng và phát triển ở điều kiện khí hậu lạnh và ôn hòa, tức là cái cây thường xuân này là người ta ươm trồng ở Đà Lạt nha các anh chị nha, được ươm trồng ở Đà Lạt. Do vậy là khi là các anh chị các bạn ở khu vực miền Trung hoặc là miền Nam mà mình muốn trồng cái cây thường xuân này đưa vào trong nhà thì các anh chị các bạn phải đổi lại cái giá thành một chút xíu, phải thay đổi giá thành một chút xíu nha, thì nó mới phù hợp với cái điều kiện ở miền Trung của mình đó. Các chị bạn giờ chỉ cần giá thẻ là đừng để cho nó ngậm nước quá nhiều. Tức là sao? Tức là cái giá thẻ của chị bạn nó phải thoáng, nó tươi xốp, nó thoáng. Nhưng mà nó khi các chị tưới nước là nó sẽ gọi là gì? Nó không giữ được nước lâu. Thì như thế là nó sẽ ổn cho cái cây thường xuân của mình hơn. Mà thường ở đây mình sử dụng là dùng Clubman với lại đá Play các anh chị nha. Mình sử dụng Clubman với đá Play, hai cái đã trộn lại với nhau và để trồng lại cái cây thường xuân này. Thường ở đây là người ta sẽ ươm bằng sơ dừa là chính các anh chị nhé. Do vậy là mình bây giờ mình muốn trồng trở lại thì mình phải đổi qua một cái giá thể mới để cho thích nghi, là mình để trong nhà thì nó mới về được. Đó là cái nhất về giá thể. Cái thứ hai mình muốn các anh chị các bạn phải lưu ý về chế độ ánh sáng. Chế độ ánh sáng đối với khu vực miền Trung của mình á, thì cái nhiệt độ ở trong nhà các anh chị các bạn có thể điều tiết được bằng cách có thể sử dụng thêm máy lạnh, máy điều hòa. Hoặc những nhà anh chị nào mà nó không có máy điều hòa mà nó ở nhiệt ở cái khu vực mà nóng quá thì các anh chị các bạn có thể là mình đặt cái cây ở cái vị trí mà nó được chiếu nắng buổi sáng, hoặc là nó có cái gió nó đối lưu vô á, nó không bị hầm là ok, là ổn áp nha. Nhưng mà đặt ở đâu thì đặt, đặt ở cái vị trí mà có ánh sáng càng nhiều càng tốt cho mình, đừng đặt ở vị trí tối. Cái cây thường xuân này nó không sống được đâu nha. Đó là cái thứ hai các anh chị bạn phải làm được, phải lựa chọn cho nó cái điều kiện tối ưu được. Rồi một cái vấn đề thứ ba mà để chăm sóc cây thường xuân nữa đó là chế độ nước tưới. Cái chế độ nước tưới đặc biệt nó rất quan trọng các anh chị nè, nó rất quan trọng, mà đặc biệt là quan trọng cực kỳ đối với cây thường xuân luôn. Nếu các anh chị các bạn mà tưới nhiều nước thì chắc chắn một điều cây thường xuân của anh chị bạn nó sẽ chết yểu. Nó chết yểu thì cái việc mà cây thường xuân mà nó bệnh chết yểu á, là cũng xuất phát từ cái việc các anh chị bạn tưới nước không đúng giờ nè, không đúng liều lượng nè, và không đúng cách. Do vậy các anh chị bạn hãy hết sức lưu ý cho mình trong vấn đề kiểm soát nước tưới cho cây thường xuân. Cây thường xuân nó không cần nhiều nước đâu các anh chị, nó không cần nhiều nước, mà tức là ở đây là gì, nó không cần lúc nào cũng phải tưới cho nó, nhưng mà nó cần nước là phải đủ.
nước phải đủ. Ví dụ như là nếu các chị bạn đặt cái góc nào nó có ánh nắng buổi sáng thì các chị các bạn có thể 2 ngày các anh chị bạn tưới một lần. Các chị các bạn đặt ở vị trí mà nó không có ánh nắng chiếu vào, nó chỉ có ánh sáng thôi, thì có thể là 3 ngày 4 ngày các chị tưới một lần cũng được ha, tưới một lần cũng được. Đó là hợp lý nhất cho cái cây thuần xuân đó phát triển. Chỉ cần giúp cho mình tưới nước đúng cách như cái video, có những cái video mình hướng dẫn các anh chị, hướng dẫn cách tưới nước cho cây, vì sao, lý do vì sao càng thối chết đó. Các chị các bạn xem lại cái video đó để các chị các bạn điều tiết việc chế độ tưới nước cho cây nha. Thì như thế là các bạn đã cầm chắc phần thắng, 50% phần thắng để các bạn có thể chăm sóc cây thuần xuân này rồi. Thật ra mình rất là đam mê cái cây thuần xuân này luôn á, không hiểu sao nhưng mình nhìn thấy nó, cái độ mảnh mai của nó này các anh chị các bạn xem nè. À, khi mình đề co vào những cái sản phẩm, mình đề co vào những cái tượng như thế này, hoặc là mình để vô những cái chậu mình treo lên cửa sổ, hoặc là mình treo những chậu lên ốp tường á, nó cực kỳ đẹp luôn, nhìn thấy nó rất là đẹp. Không biết các anh chị bạn có thích như mình hay không, nhưng mình đặc biệt mình thích cây thuần xuân này về cái vai trò của nó cũng như là cái giá trị nó mang lại ha. Còn cái thuần xuân nó có rất nhiều loại, nó có cái màu này cũng có nè, màu vàng sọc trắng có nè, nó có màu xanh có nè. Tùy cái loại nào đi chăng nữa nhưng nó cũng là thuần xuân, nó chủ yếu khác nhau về hình dáng và màu sắc thôi. Do vậy các chị các bạn chăm sóc nó là nhì nhọc nha, không phải lăn tăn. Rồi bây giờ là các anh chị các bạn sẽ hỏi mình một câu hỏi, làm sao mà có thể là chăm sóc cây thuần xuân nó cứ luôn xanh tươi và nó tốt như thế này, đúng không? Thì một yếu tố mà không thể thiếu được đó là cái gì anh chị? Dinh dưỡng cho cây thuần xuân. Vậy các anh chị các bạn sử dụng cái gì để chăm cây thuần xuân? Đố các anh chị biết. Nếu các anh chị các bạn nào có kinh nghiệm thì các chị comment phần bên dưới cho mình, chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Rồi mình sẽ nói sơ cho các anh chị luôn. Đây là cái sản phẩm, cũng là sản phẩm viên nén. Tại sao mà tất cả các video mình đều đưa cái sản phẩm này lên trên hết? Vì cái sản phẩm này nó giải quyết được cái vấn đề gốc rễ của vấn đề các anh chị. Nó giải quyết được gốc rễ của vấn đề nha. Và mình tự hào là vì mình đã làm được cái điều mà có thể giúp cho cây trong nhà nó có thể ổn định và phát triển được. Thì đây là nhờ chính vào cái sản phẩm này các anh chị nha. Và hiện nay mình đi bảo dưỡng cho các cây ở các nơi khác, để khôi phục cây mình đều dùng nguyên tắc, dùng nguyên lý là gì các anh chị? Xây dựng một nền móng tốt thì chúng ta sẽ có một cây đẹp nha các anh chị nha. Đó là các nhiều bạn hãy sử dụng cái này để khi các anh chị các bạn trồng vào và trồng cây vào một cái chậu mới hoặc vào một cái địa chỉ mới thì các anh chị các bạn phải bổ sung cái này vào ở phía dưới cho mình, lót cho mình cho nó an toàn cái cây của các anh chị nha. Rồi bước tiếp theo là gì? Rễ cây thuần xuân á, khi các chị các bạn á, nhổ ra các chị các bạn trồng vô giá thời mới á, các chị các bạn kích thích rễ nó ra nhanh chừng nào tốt chừng đó các chị, nhanh chừng nào là tốt chừng đó. Ở đây á, mình không có dám múa rìu quá thợ, mình không dám hướng dẫn đối với các chị các bạn ở Đà Lạt đâu, tại vì ở Đà Lạt cái điều kiện quá tốt rồi, các chị các bạn trồng thuần xuân thành đám, các chị các bạn có thể cho nó bò lên trên nhà, trên tường nhà rất là ok luôn, tại vì khí hậu đó là mình không phải nói nữa. Nhưng đặc biệt ở khu vực miền Trung hoặc miền Nam cực kỳ khó trồng, do vậy mình mới hướng dẫn cho các anh chị các bạn nha. Xin phép các anh chị các bạn ở Đà Lạt nha. Nếu mà anh chị nào, các bạn nào là đồng nghiệp của mình thì mình cũng múa rìu qua mắt thợ một chút xíu nha. Rồi tiếp theo là sử dụng cái rễ rẻ này nha. Rễ rẻ này tại sao mình phải nói đến rễ rẻ N3M? Tại vì N3M nó không phải là rễ rẻ bình thường các anh chị. Trong đây nó có cái bổ sung thêm một phần dinh dưỡng cho cây ha. Nó vừa kích thích cho cây ra rễ nhưng mà nó lại nuôi dưỡng rễ. Nó nuôi dưỡng rễ thì đó nó là cái mà mình rất là thích, mình rất là thích về cái thằng N3M này. Thì nó cực kỳ chất lượng nha. Ở đây mình không quảng cáo sản phẩm đâu, mà mình đã sử dụng nó hiệu quả, mình chia sẻ cho các bạn để các bạn sử dụng. Rồi tiếp cái nữa là gì? Để mà cho cái lá nó luôn mà nó dày, nó chắc và nó không có bị khô lá, nó không bị cháy lá, thì một sản phẩm các bạn đừng có quên đó là B1 nha, vitamin đó nha. Cũng giống như mình thôi, giống như người thôi, khi các anh chị các bạn đau ốm, các chị các bạn ngồi nằm xuống thì các chị các bạn dùng gì ạ? Vitamin C đúng không ạ? Các anh chị các bạn sử dụng vitamin C có trong hầu hết tất cả các loại cây
có độ chua đúng không? Do vậy là gì? Do vậy là cây nó cũng cần một cái lượng vitamin để nó giúp nó vượt qua, nó giúp cho nó hòa nhập, nó thích nghi với cái điều kiện khí hậu ở khu vực miền Trung các anh chị ha, và miền Nam nữa. Rồi ba cái sản phẩm đó rồi thì một cái sản phẩm nữa cực kỳ hữu ích, cực kỳ quan trọng cho cây. Các chị các bạn thấy không? Thấy lá nó xuống không? Và từng cái đốt như thế này nè các chị nè, mỗi cái đốt ăn, mỗi cái chỗ nách lá nó đều luôn có cái mầm mất trò ngủ. Các chị các bạn cứ cắt thử chỗ này đi thì ngay chỗ này nó sẽ tự động nó sẽ bật ra cái mầm nhé, tự động sẽ bật ra cái mầm. Do vậy các chị các bạn muốn là khi mà cái cây nó rủ xuống dưới này xong đúng không, nó rủ xuống dưới này xong đúng không đó, mình thắt riết cho nó rủ xuống này xong rồi á, là các chị các bạn sẽ cho nó theo từng tầng đúng không, cho nó theo từng tầng này thì làm gì, mình sẽ sử dụng tới cái này 30-10-10 nè. Các chị các bạn cứ lâu lâu á, khoảng cỡ 15-20 ngày các anh chị bạn hòa loãng tưới vô trong gốc nó, tưới vô gốc nó thì nó sẽ sử dụng chất dưỡng, nó nuôi cái cây này ra cho các đọt ở trong gốc này nè nó sẽ nứt ra. Nếu ví dụ như những cái đọt này các anh chị bạn cắt thêm thì nó sẽ nứt ra hai nhánh vậy, cực kỳ đẹp luôn, nó sẽ phủ được cái tán của cái đầu. Là những cái sản phẩm mà các anh chị các bạn có thể là giúp cho các nhà bạn đặt ở vị trí nó quan trọng trong nhà hoặc là quan trọng ở cửa hàng quán cà phê gì đó, nó rất là đẹp nha. Đó, với cái bộ mà bốn cái sản phẩm như thế này á, với bộ bốn sản phẩm như thế này á, các anh chị các bạn an tâm để mà có thể chăm sóc được cái cây thường xuân một cách tốt nhất ở trong nhà của các bạn, hoặc là ở cái quán cà phê, hoặc là ở cái homestay resort gì đó. Nếu như các anh chị các bạn yêu thích về cái cây thường xuân này, nếu trong quá trình chăm sóc có vấn đề gì khó khăn, hoặc là có cái gặp phải bất cứ vấn đề gì về cây trong nhà các anh chị gặp phải, cứ liên hệ với Ngọc Khang Garden TV, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các anh chị các bạn. Ngọc Khang Garden TV nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị các bạn ở video clip lần sau. Bye bye.